cô gái đứng trước gương, có phải là tôi với một nụ cười khủng khiếp, với đôi mắt đầy máu, với mái tóc lộn xộn, với đôi mắt đầy ác quỷ. Anh có nghe thấy tiếng kêu thét không? Nhìn đó không phải là một trong những bản nhạc đẹp. Anh có nghe thấy tiếng kêu thét không? Nhưng đó không phải là một trong những bản nhạc đẹp. Một cô gái đứng trước gương, có phải là tôi với một nụ cười khủng khiếp, với đôi mắt đầy máu, với mái tóc lộn xộn, với đôi mắt đầy ác quỷ. Thấy tiếng kêu thét không? Nhưng đó không phải là một trong những bài nhạc đẹp.